Hello quý vị và các bạn thân mến, sáng thứ hai là ngày đầu tuần, em ráng cố gắng chăm ngoan. Đối với Tony Lê, 35 năm ở Mỹ, ngày nào cũng là ngày thứ hai đối với Tony Lê hết quý vị ơi. Vậy mà vẫn còn chưa thành công nữa đó. Nếu mà có ngày thứ ba, thứ tư chắc nghèo mạt rệp rồi quá. Rồi hôm nay cũng là ngày mùng 1 tháng 10 âm lịch, nếu bà con cô chú bác nào ăn chay thì đừng có quên nhé. Trong phần tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay, Tony xin phép được chia sẻ và cập nhật những cái thông tin nóng hổi vừa thổi vừa nghe và quan trọng trong ngày, bao gồm những nội dung sau đây. Hàng chục ngàn người vô gia cư ở bên California, đặc biệt là miền Nam, chạy thục mạng vào ngày hôm qua, và thống đốc Gavin Newsom đã ra lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp. Vì sao? Tại sao những ai mà ở trong cái miền Nam California hôm nay phải cập nhật những cái con đường, tại vì rất là nhiều đường đã đóng. Chút xíu nữa mình sẽ đi sâu vào lý do vì sao tại sao. Nội dung thứ hai, Ukraine chính thức dùng đồ chơi của Mỹ và đã thục vào cái lò luyện, không phải luyện công đâu quý vị nhé, không phải luyện kiếm đâu, mà là luyện phi công của Nga, làm cho banh xà rông cái lò luyện phi công này. Và nội dung cuối cùng liên quan tới chiến sự ở Trung Đông, Israel dồn dập tấn công Hezbollah và dọ sẽ xóa sổ Liban và Iran. Kỳ này coi bộ cái trận chiến này nó lan rộng ra khắp cả vùng Trung Đông. Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây, mời quý vị theo dõi cũng như thường lệ. Nếu thấy thông tin nó hay, please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và đừng quên ủng hộ tinh thần cho tôi này bằng cách là bấm nút đăng ký và bấm nút like và viết vài chữ bình luận nha, để tôi này có động lực và tinh thần làm nhiều video mới nữa chia sẻ đến với bà con cô chú bác mỗi ngày. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất liên quan tới tình hình chiến sự ở châu Âu, đặc biệt là cuộc chiến giữa chú Nga và chú Zelensky. Cái cuộc chiến này nó đã gần 2 năm rồi quý vị nhé, và nó chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Vì sao? Vì chú Buri chưa chịu dừng lại, tại vì chú nói chú chưa đạt được những cái mục mà chú đã đề xuất ra, gồm có mục mụn, mục nhọt, mục rồi, mục tàn nhang. Nói nôm na tất cả các mục mà chú đề xuất ra, chú chưa có lấy được một cái mục nào. Còn phía bên Ukraine thì họ vẫn đang cố gắng giữ từng cm đất lãnh thổ của họ, cho nên cái cuộc chiến này bây giờ nó vẫn căng như dây đàn. Đây, vào ngày hôm qua, Denis Pushilin, người lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, cho biết là như thế này, tức là ông này bên phía Nga đó, cho biết là như thế này: rầm rộ vào ngày hôm qua, tên lửa HIMARS của Mỹ do Ukraine sử dụng, tức là đồ chơi đó, ok, của Mỹ đó đưa cho Ukraine đó, đã rầm rộ tấn công vào những cái lò luyện phi công của chú Nga. À, phi công chứ không phải luyện công nha quý vị. À, tức là luyện những người lính mà lái máy bay chiến đấu ra đó, đã làm cho ít nhất hàng chục người chết và hàng trăm người bị thương. Và cái lò luyện phi công này nó đã tan thành xí quách, nó nôm na nó bị nổ, bị banh xác đó. Đó, okay. Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS của Mỹ đã đóng một cái vai trò quan trọng trong việc cho phép Ukraine tấn công vào các vị trí của Nga ở trong cái lãnh thổ của chú Buri. Trong suốt thời gian vừa qua thì Ukraine cũng đã dùng máy bay không người lái Xuồng Cảm Tử tập kích vào bán đảo Crimea, vào cái biển đen, nhân dân và dân dân, đã làm cho chú Buri ăn không ngon ngủ không yên. Cả luôn cái nơi mà quyền lực của chú Buri, đó là cái điện Kremlin, cũng đã từng bị máy bay không người lái của Ukraine tập kích và oanh tạc rầm rộ, quý vị nhớ không? Làm cho cái nóc nhà nó lủng một lỗ đó quý vị nhớ không? Ok. Bây giờ tới phiên Ukraine dùng những cái đồ chơi của Mỹ, tối tân đó là tên lửa HIMARS, đã thụt sâu vào những cái căn cứ quân sự của chú Nga, làm cho chú ta một lần nữa dãy đành đạch lên, và không biết chúng ta sẽ làm gì đây. Có thể là sẽ phóng quả tiễn tên lửa vào lãnh thổ Ukraine. Rồi đó là một chút xíu về tình hình chiến sự ở châu Âu. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai, nó liên quan tới Trung Đông. Okay. Trên cái quả địa cầu hiện tại bây giờ, loài người chúng ta đang đối mặt với hai cuộc chiến, và cái cuộc chiến nào nó cũng có nguy cơ trở thành chiến tranh thế giới lần thứ ba quý vị nha. Không riêng gì ở châu Âu đâu, mà cả luôn ở Trung Đông này đây. Thì vào ngày hôm qua, quân đội Israel tiếp tục tấn công vào các mục tiêu của Hezbollah bên trong lãnh thổ Liban. Tại sao?
tại sao đang quánh ở dãy Gaza mà bây giờ phải quánh luôn cả trong lãnh thổ Liban nó như thế này? Thì cái nhóm Hezbollah này nó bên phía Hamas, ok, trong suốt thời gian vừa qua thì nó cũng đã phóng qua phóng lại với Israel, và Israel cũng đã nhiều lần cảnh báo Hezbollah là mày đừng có nhúng tay vào nhé, tao đang quánh cái tụi Hamas và tao đã xóa sổ nó ở cái dãy Gaza rồi. Bây giờ tụi mày mà nhúng tay vào thì tao cũng sẽ xóa sổ mày như cái tụi ở dãy Gaza. Ok, là điều thứ nhất. Và Israel cũng đã cảnh báo Iran, nếu mà nhúng tay vào thì số phận Iran cũng y hệt như là cái nhóm Hamas ở dãy Gaza. Thì vào ngày hôm qua, hai bên Hezbollah và Israel đã quánh nhau, phóng quả tiễn kịch liệt. Và cuối cùng thì vào ngày hôm qua, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel, ông này tên là Yoav Gallant, ông ta cảnh báo Hezbollah như thế này, là đừng có mắc phải một cái sai lầm nghiêm trọng, ok? Tại vì đó sẽ là một cái sai lầm của cuộc đời của Du, và Du sẽ vĩnh viễn xóa sổ khỏi cái quả địa cầu này. Ghê gớm chưa? Nói nôm na thì trong thời gian vừa qua bên phía Israel không có nghe lời khuyên ngăn của đồng minh, đặc biệt là của Mỹ, cả luôn không có nghe lời cảnh báo của địch thủ. Tại vì sao? Thủ tướng Israel nhất định phải trả cái mối thù này, và quyết định kỳ này, một là làm kỳ này, hai là không làm, tại vì sẽ không bao giờ có cơ hội nữa. Cho nên thủ tướng Israel nói là sẽ xóa sổ cả những cái nhóm kháng chiến Hồi giáo này. Rồi, ok, đó là cái nội dung thứ hai. Nguy cơ chiến tranh lan rộng ra khắp cả vùng Trung Đông đó quý vị. Tại vì sao? Nếu mà Israel một quánh với Hezbollah, quánh với Iran thì dĩ nhiên Mỹ nó sẽ nhảy vào. Đó, cho nên trong thời gian vừa qua Mỹ đã đem rất là nhiều khí tài, hàng không mẫu hạm, chiến hạm rầm rộ đến cái biển Địa Trung Hải. Rồi, đó là cái nội dung thứ hai. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ ba, trở ngược lại đất nước Mỹ của chúng ta, đặc biệt là miền Nam California, một cái nơi mà nhiều người Việt sinh sống nhất trên cái đất nước Mỹ này, cũng như là ở hải ngoại, và đặc biệt là thành phố Los Angeles. Đây, quý vị nghe kỹ nha. Đây là những cái con đường. Hôm nay là thứ hai nè, sáng thứ hai nè, rất là nhiều bà con đi làm. Đây là những cái con đường mà quý vị cần phải tránh. Đừng có chạy vào đây, tại vì chạy vào đây quý vị sẽ bị kẹt xe và có thể bị trễ giờ làm và có thể bị nghỉ một ngày làm. Đây, thứ nhất là xa lộ 5 hướng Bắc qua xa lộ 10 hướng Tây, nó đã bị đóng. Xa lộ 5 hướng Nam qua xa lộ 10 hướng Tây cũng bị đóng. Xa lộ 60 hướng Tây qua xa lộ 10 hướng Tây cũng bị đóng. Từ Soto Avenue lên xa lộ 10 hướng Tây, từ Alameda Street lên xa lộ 10 hướng Đông, từ Santa Fe Avenue lên xa lộ 10 hướng Tây. Đó là những cái con đường mà quý vị, những người nào đang chạy xe nên tránh những cái con đường này, tại vì nó đang kẹt xe và nó có thể bị đóng một cái thời gian rất là lâu dài. Đó là những gì mà người phát ngôn Catherine khuyên hiện tại bây giờ. Ok, đây, và lý do tại sao đây? Thì vào ngày hôm qua, tại thành phố Los Angeles, tiểu bang California, một cái vụ hỏa hoạn đã bùng lên ở một cái khu vực kho bãi ngay trung tâm thành phố Los Angeles, và đã khiến cho xa lộ 10, một xa lộ mà đông đúc xe cộ qua lại hai chiều đó quý vị, của cái thành phố Los Angeles này đó. Và cái xa lộ này lúc nào cũng vậy, nó giống như một cái chợ cá, tức là qua lại không bao giờ ngừng nghỉ 24 tiếng đồng hồ ấy, đã đóng cửa đã đóng cái xa lộ này. Và bây giờ thống đốc California Gavin Newsom phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp, và cái xa lộ này có thể đóng vô thời hạn, tại vì cái cơn hỏa hoạn này nó đã bùng phát và nó cháy luôn ra cả cái xa lộ, cho nên bây giờ người ta không biết cái xa lộ này nó sẽ thiệt hại như thế nào. Và sau khi mà cơn lửa nó được dập tắt á, không biết xa lộ này có còn ok để cho xe chạy hay không. Cho nên hiện tại bây giờ thống đốc Gavin Newsom tuyên bố tình trạng khẩn cấp và đóng cái xa lộ này vô thời hạn. Đó, tới giờ cái cổ họng Tony Lê ngứa đó, cứ mỗi lần nó ngứa một cái là không kiềm chế được, nó ho như điên như dại vậy đó, tự nhiên cái nó hết ngứa cái nó hết ho vậy đó quý vị. Ok, sau giờ phút nhanh gọi là buổi sáng ngày thứ hai, tôi này cập nhật và chia sẻ những cái thông tin liên quan tới tình hình của đất nước Mỹ, tình hình chiến sự ở Trung Đông. Tôi này cảm ơn quý vị rất nhiều đã bỏ ra thời gian quý báu để xem cái video này. Please bấm nút chia sẻ nếu bà con thấy hay hữu ích, và đừng quên ủng hộ tinh thần cho Tony bằng like và bình luận nha. Have a good day. Thank you.